Chào các bạn, chiều nay lúc 1 giờ mình có đi thiện nguyện với các bạn của mình, một cái nhóm nhỏ của mình. Cho nên bây giờ mình làm hành trang ăn vặt cho những người mà đi thiện nguyện ở trên xe các bạn. Tội nghiệp lắm, có nhiều khi người ta buôn bán xong người ta chưa có kịp ăn là đã nhảy lên xe đi rồi. Thành ra mình là người làm YouTube, rồi mình là người rảnh thì mình phục vụ lại những người đó cho nó vui nha các bạn, phục vụ bạn bè cho nó vui. Bây giờ bánh này hồi nãy mình đã đổ rồi nè, mình đổ nhanh lắm đó, mình đổ bằng cái máy điện chừng nửa tiếng đồng hồ là đã xong rồi, mình được 20 cái bánh rồi các bạn. Bây giờ mình ăn vặt nha đó, mình tìm đồ ăn vặt cho bạn bè mình ăn trên xe nói chuyện cho nó vui nha các bạn đó. Bây giờ xài Đài Loan hồi qua đi ăn dỗ ở trên Tây Ninh đó, hái xài Tây Ninh đem về. Rồi hôm nay đi Long An thì đem theo ăn vặt chơi, nói chuyện trên xe vui lắm các bạn ơi. Đi mà ghiền á, mình đi chia sẻ những người bất hạnh nhưng mà mình lại ghiền đi. Lên xe ăn vặt rồi nói chuyện rồi rơm rã trời vui vậy đó. Bây giờ mình là sắc làm bánh xong rồi, giờ sắc xoài nha, sắc thành miếng miếng. Xoài này xoài Đài Loan nè các bạn đó. Mình sắc thành miếng miếng vậy, mình bỏ vô cái bọc zip vậy nè. Rồi ai đem nước thì đem, mình đem đồ ăn vặt. Mình bỏ vô cái bọc zip nha các bạn. Một cái xài mình được 6 miếng. 6 miếng thì mình cắt thêm nha. Cắt thêm trái này nha các bạn. Các bạn ơi, đây là tư lương cho nhóm thiện nguyện trên xe nha các bạn. Xong rồi là một bịch xài, xài này xài Đài Loan mình xẻ ra. Trong đây là 2 bịch muối ớt nhỏ và đây là bánh ngọt. Lên xe vừa ăn vừa nói chuyện vừa giỡn nha các bạn. Mình đi chia sẻ niềm vui, chia sẻ nỗi bất hạnh thì mình cũng phải bù lại những cái năng lượng tốt để mà mình còn sức mình phục vụ tiếp. Đó. Xin chào các bạn nha. Đi là ghiền luôn đó các bạn. Ghiền cái cách chia sẻ đó.